Quốc vương Abdullah của Jordan thảo luận với Thủ tướng Anh, tin London. Thủ tướng David Cameron và Quốc vương Abdullah của Jordan đã thảo luận song phương tại dinh số 10 Downing Street về cuộc khủng hoảng Syria và tiến trình hòa bình Trung Đông. Quốc vương Abdullah đã đồng ý dẫn độ ông đạo cực đoan Abu Qatada. Nhiều năm qua, Anh quốc đã không thể trục xuất ông đạo Abu Qatada về Jordan vì các chính án Anh lo ngại ông ta sẽ bị chính quyền Jordan tra tấn. Hiệp ước pháp lý ký giữa London và Amman trong tháng 4 sẽ được chính phủ Anh phê chuẩn vào ngày 21 tháng 6, sẽ giải quyết mọi khó khăn cuối cùng để tiến hành dẫn độ. Hiệp ước bảo đảm ông Qatada sẽ không bị tra tấn, từng được diễn tả là cánh tay mạch của Osama Bin Laden ở Âu Châu. Ông Qatada đã nhiều lần ra vào khám đường ở Anh sau khi bị bắt năm 2001. Ông này mới bị đưa vào tù trở lại trong tháng 3 vì vi phạm điều kiện thế chân tại ngoại.